Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Châu Hải Cảnh dùng vũ khí chống tàu Việt Nam, Trung Quốc muốn điều gì? Một ngày sau khi Quốc hội Trung Quốc thông báo chuẩn bị ra luật cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ khí chống lại tàu nước ngoài ở những vùng biển tranh chấp mà trong đó có cả trên Biển Đông và tàu Việt Nam nằm trong số đó. Vào hôm 5 tháng 11 năm 2020, chính quyền Việt Nam và Nhật Bản đã có phản ứng rất quan ngại. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh của Trung Quốc xuất hiện tại bãi tư chính của Việt Nam. Theo hãng tin Nikkei Asia Review tại Tokyo, Chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản tuyên bố chính quyền Nhật sẽ tiếp tục theo sát các diễn biến liên quan đến lực lượng tuần duyên của Trung Quốc và các cơ quan chính phủ liên quan sẽ tiếp tục thu thập thông tin về vấn đề này. Theo báo chí Nhật Bản, luật mới của Bắc Kinh sẽ để ngỏ cho lực lượng tuần duyên quyền sử dụng vũ khí nhiều hơn so với lực lượng tuần duyên của Nhật Bản. Luật Nhật Bản giới hạn chặt chẽ việc sử dụng vũ khí của tuần duyên gây nguy hiểm cho tính mạng của người trên tàu nước ngoài. Việc dùng vũ khí chỉ được phép trong một số điều kiện đặc biệt, ví dụ như đương sự đang chuẩn bị hành động tội ác nguy hiểm. Luật mới của Trung Quốc về việc cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ khí chống lại tàu nước ngoài ở những vùng biển tranh chấp gây lo ngại không chỉ cho Nhật Bản, cũng gây lo ngại không kém đối với nhà cầm quyền tại Hà Nội. Trả lời câu hỏi của báo giới về dự thảo luật của Trung Quốc hôm 5 tháng 11 trong cuộc họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Dương Hoài Nam khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam luôn ủng hộ giải quyết các tranh chấp thông qua các thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Cũng theo báo chí Việt Nam, dự thảo luật liên quan đến hải cảnh của Trung Quốc đang trong giai đoạn thăm dò lấy ý kiến của công chúng cho tới ngày 3 tháng 12 năm 2020. Đây là hình ảnh ba tàu hải cảnh của Trung Quốc uy hiếp rồi đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vào hôm 2 tháng 4, ảnh do ngư dân cung cấp. Một ngày trước đó, truyền thông Nhật Bản cho hay nếu một dự luật mới vừa được công bố của cơ quan Quốc hội Trung Quốc được thông qua, Bắc Kinh sẽ cho phép cảnh sát biển sử dụng vũ khí đối với các tàu nước ngoài có các hoạt động bị cho là bất hợp pháp và không tuân lệnh trong vùng lãnh hải mà Trung Quốc kiểm soát. Và do có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên quần đảo Singapore mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, chính phủ Nhật Bản cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến cảnh sát biển Trung Quốc và sẽ đáp trả các động thái của Trung Quốc một cách bình tĩnh và cương quyết. Giữa bối cảnh đang diễn ra đại dịch trên toàn cầu, nhiều quốc gia đã đưa ra cảnh báo về những động thái ngày càng lấn tới của Bắc Kinh trong việc khẳng định các yêu sách chủ quyền của họ trong những khu vực đang tranh chấp, bao gồm cả Biển Đông. Được biết, vào hồi tháng 4, một tàu cá với 8 ngư dân của Việt Nam đã bị tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm trong khu vực quần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế lại do Trung Quốc quản lý. Vụ việc đã khiến cho nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh về hành động bắt nạt này. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục gây ra những vụ tai nạn tương tự đối với ngư dân Việt Nam hoạt động trong vùng biển tranh chấp. Vào hôm 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong đó với tư cách là quốc gia chủ nhà luân phiên của ASEAN vào năm 2020, tổ chức một hội thảo trực tuyến giữa khối 10 quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc về nội dung đối xử công bằng và nhân đạo với ngư dân và thúc đẩy đưa vấn đề trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai phía. Đây là hình ảnh mà Trung Quốc đã khoe trên khắp các trang web vào hồi tháng 6 năm 2009 về việc tàu tuần tra Trung Quốc bắt các ngư dân của Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Ngãi ngay trên vùng Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là hướng mà chúng tôi muốn nói chuyện và chuyển thông điệp đến các quốc gia trong khu vực, trong đó có khối ASEAN, tìm cách bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của ngư dân Việt Nam và các nước hoạt động đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia mình. Báo Người Lao Động đã dẫn lời Phó phát ngôn viên Việt Nam Dương Hoài Nam nói thêm trong cuộc họp báo. Tàu hải cảnh và nhân dân biển Trung Quốc đã liên tục xuất hiện trong các vùng biển Việt Nam tại khu vực Bãi Tư Chính và Union Bank ở Biển Đông nhiều tháng qua, theo dữ liệu từ phần mềm theo dõi tàu biển từ vệ tinh mà Đài Á Châu Tự Do có được. Tại Bãi Tư Chính thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, hải cảnh của Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện liên tục suốt từ tháng 7 đến nay, với tổng số ngày các tàu được ghi nhận có mặt trong khu vực này là 113 ngày, trừ một vài ngày gián đoạn.
Bãi Tư Chính được biến đến là một thực thể nửa chìm, nửa nổi, nằm hoàn toàn trong vùng lập địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây cũng là nơi mà Việt Nam có tiền đồn và lô dầu khí được ký hợp đồng với các nước khác để tìm kiếm và khai thác. Trung Quốc cũng khẳng định Bãi Tư Chính hoàn toàn nằm trong vùng đường chín đoạn mà họ này tự vẽ ra trên biển, dù Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ tính hợp lệ của đường này trong một phán quyết vào năm 2016. Theo các dữ liệu theo dõi mà đài FA có được, tàu hải cảnh Trung Quốc 5402 đã có mặt ở khu vực Bãi Tư Chính vào ngày 4 tháng 7, đi cách giàn khoan dầu khí của Việt Nam khoảng 30 hải lý và ở đây cho đến ngày 18 tháng 8. Một ngày trước đó, một tàu hải cảnh khác có ký hiệu 5240 đã đến khu vực này để thay thế tàu 5402 và lại đây từ đó đến nay, trừ khi tàu phải di chuyển tạm thời đến đá chữ thập để tiếp nhiên liệu. Đây là hình ảnh hành trình của tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc trên Biển Đông cho đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và một phần vùng trồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu Hải Dương 8 luôn được tàu hải cảnh số 4203 bám sát bảo vệ. Chính phủ Việt Nam hiện vẫn chưa lên tiếng công khai về sự hiện diện của các tàu Trung Quốc liên tục ở khu vực Bãi Tư Chính này. Vào hồi giữa năm ngoái, Trung Quốc cũng điều các tàu hải cảnh đến Bãi Tư Chính trong nhiều tháng, quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí ở lô 06.1 trong liên doanh giữa Việt Nam, Nga và Ấn Độ. Sự hiện diện của tàu 5204 lần này đã khiến cho Việt Nam phải điều tàu cảnh sát biển và kiểm ngư đến để theo dõi. Tàu kiểm ngư 273 đã được điều ra Bãi Tư Chính hôm 13 tháng 10. Theo dữ liệu từ phần mềm theo dõi tàu biển, tàu này đã đi rất gần tàu 5204, chỉ cách khoảng 1 hải lý. Điều này cho thấy hai tàu đã đi gần như cạnh tranh lẫn nhau trong các ngày 13 và 14 tháng 10. Và điều này cũng khiến tàu kiểm ngư của Việt Nam chỉ đi cách quần đảo Natura của Indonesia khoảng 200 hải lý. Phía Indonesia vào ngày 7 tháng 10 đã điều tàu KN Chuning Datu đến cách Bãi Tư Chính khoảng 35 hải lý. Nhưng tàu này không đi theo tàu hải cảnh mà hộ tống một tàu sửa chữa cáp biển đang hoạt động ở ngoài khơi Natuna từ ngày 13 tháng 10. Và tại khu vực bãi Union Bank. Bãi Union Bank là một bãi đá thuộc Trường Sa, nơi cả Trung Quốc và Việt Nam đều có những tiền đồn chết nhau chưa tới 2 hải lý. Các tàu dân quân biển của Trung Quốc đã xuất hiện liên tục ở khu vực bãi này từ tháng 3 với khoảng từ 4 đến 12 tàu lảng vảng trong suốt 6 tháng qua. Bên cạnh đó còn có hàng chục tàu cá khác xuất hiện trong khu vực Union Bank, có khoảng hơn 100 tàu cá và các tàu không xác định được đã phát hiện ở Union Bank trong ngày 26 tháng 9. Đây là số lượng tàu cá thường xuyên ở đây theo dữ liệu vệ tinh mà đài EFA có được từ tháng 4 tới nay. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu dân quân biển của Trung Quốc đi cùng với hạm đội tàu cá lớn thường không phát tín hiệu định vị AIS. Phần lớn các tàu này thường là tàu dân sự. Một số tàu được phát hiện đã đi từ vùng nước của Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng đang xây dựng kế hoạch lập vùng kiểm soát hàng không ADIZ ở Biển Đông. Đây là hình ảnh Bắc Kinh công khai tuyên bố vùng nhận diện hàng không ADIZ ở biển Hoa Đông vào năm 2013. Tình trạng máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan là có thể để nằm trong kế hoạch lập ADIZ của Bắc Kinh ở Biển Đông, theo trưởng cơ quan phòng vệ Đài Loan Nghiêm Đức Phát cho biết. Tính từ đầu năm đến nay, có tổng cộng 276 máy bay quân sự Trung Quốc vào không phận nằm giữa phía Tây Nam Đài Loan và quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông, theo ông Nghiêm. Ông Nghiêm còn cho rằng Trung Quốc có thể đang cố chính quy hóa hoạt động của các máy bay quân sự trong khu vực có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không. Những hành động khác của Trung Quốc liên quan đến kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông bao gồm quân sự hóa các đảo nhân tạo ở nước này đã xây dựng phi pháp ở Biển Đông và lập ra các đơn vị hành chính ở khu vực. Và vào ngày 18 tháng 4, Trung Quốc ngang ngược cũng tuyên bố lập hai quận quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng, một tờ báo có uy tín ở Hồng Kông, vào ngày 31 tháng 5 đã dẫn luồng tin của quân đội Trung Quốc tiết lộ nước này đã lên kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông từ năm 2010. Theo đó, vùng này sẽ được đề xuất bao trùm cả quần đảo Đông Sa ở phía Bắc Biển Đông, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, và cơ quan chức năng Trung Quốc đang chờ thời điểm để công bố. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục xây dựng các tiền đồn nhỏ trên các quần đảo và hòn đảo nhỏ bé ở trên Biển Đông. Đây là hình ảnh
Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hoạt động tích cực trên các đảo nhỏ ở Biển Đông ít gây tranh cãi hơn so với quá trình xây dựng và cải tạo trên diện rộng lớn khi Bắc Kinh thiết lập các căn cứ chính của mình tại các khu vực tranh chấp thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng hình ảnh của một số vùng đất nhỏ sau 6 tháng qua được báo mạng Vena News của Philippines xem xét cho thấy có dấu hiệu xây dựng nhà ở, nguồn cung cấp điện, đất canh tác và có thể là sân bay trực thăng. Nguồn tin này cũng cho biết ở đảo Drummond cũng đang chuẩn bị xây sân bay trực thăng. Trên đảo Drummond là đảo duy mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi tàu thuyền chỉ có thể đi qua một con kênh hẹp, một sân bay trực thăng dường như đã được xây dựng. Các hình ảnh từ Đông Môn cho thấy một phần đất này đã được dọn sạch ở phía tây của bến cảng và bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 và đang trong thời kỳ xây dựng. Hiện nay, khu đất hình vuông đang trong quá trình được lát nền. Đến ngày 3 tháng 10, thi công sẽ tiếp tục. Còn máy bay trực thăng có thể đã cất cánh từ các tàu thuộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc, cơ quan cứu hộ Trung Quốc và Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và trước đây đã được sử dụng Biển Đông để sơ tán y tế và tiếp tế cho các lực lượng đồn trú tại các đồn biệt lập. Và đảo Cây là một ví dụ về quang cảnh hình thái của những khu định cư nhỏ của Trung Quốc trên Biển Đông như thế nào. Nó nằm cách đảo Phú Lâm 9 hải lý về phía Bắc. Đảo Cây thường xuyên đón tàu của cảnh sát biển Trung Quốc và đôi khi cung cấp tàu cho hải quân Trung Quốc. Vì vậy Trung Quốc có thể đang củng cố tuyển đồn của mình ở đó. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy những cải tiến có thể nhìn thấy đã được thực hiện từ ngày 21 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 10 để cung cấp thêm nhà ở và nông nghiệp trên các hòn đảo mà Trung Quốc chiếm được này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 10 tháng 11 năm 2020 với bản tin Cho hải cảnh dùng vũ khí chống tàu Việt Nam, Trung Quốc muốn điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de